Phương Nga xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, đã 72 năm kể từ năm 1945, cho đến hôm nay thì chắc chắn rằng chúng ta có đủ những cái yếu tố và khách quan để mà kết luận đâu là sự thật về những ngày trong tháng 8 và tháng 9 của năm 1945 mà phía Cộng sản cho đến hôm nay họ vẫn hãnh diện, gọi là ngày cướp chính quyền để họ khai sanh ra một chế độ gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Ba Đình, Hà Nội. Và tất cả những nguyên nhân, diễn tiến, hậu quả và những hậu quả để lại thì chúng tôi đã lần lượt trình bày ở trong chương trình Lịch sử và câu chuyện thời sự trong những kỳ vừa qua. Và cho tới hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện với người lính viết văn Phan Nhật Nam về tháng 9 của 72 năm về trước để so sánh với tháng 9 của năm 2017. Để trả lời câu hỏi chung là sự thật của lịch sử Việt Nam là gì và nó xảy ra như thế nào và hậu quả ra sao và cái hậu quả gì đã để lại cho ngày hôm nay. Và trước tiên thì Thu Nga xin được chào nhà văn Phan Nhật Nam. Vâng, kính chào cô Thu Nga, kính chào quý khán giả đang xem theo dõi đài SBTN. Dạ vâng, bởi cái cuộc kháng chiến chống Pháp kéo dài tới 9 năm, từ năm 1946 cho đến năm 1954, là chung xương máu của toàn thể người dân Việt Nam, không phải của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì đây là cái dấu mốc rất là quan trọng, quyết định vận mệnh của đất nước của chúng ta và dân tộc kéo dài trong hơn nửa thế kỷ qua thập niên của thế kỷ thứ 21 này. Như vậy thưa anh Phan Nhật Nam, là chúng ta cần trở lại từ đâu để mà hiểu ra cái nguyên nhân và diễn tiến của ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Hà Nội? Mời anh. Vâng, thưa quý khán thính giả, thưa cô Thu Nga, chúng ta không có nhiều thời giờ cho nên tôi xin bắt đầu ngay với một cái thời điểm có liên quan trực tiếp đến cái ngày 2 tháng 9 1945 tại Hà Nội. Đây là trong tháng 8, có hai trái bom nguyên tử đã hạ xuống ở hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật. Đó là ngày 6 và ngày 9 tháng 8 năm 1945. Thì sau hai cái trái bom này rơi xuống, thì nước Nhật phải núng thế. Nước Nhật núng thế vì sao? Vì quân lực Mỹ đã đổ bộ lên các cái đảo như Iwo Jima. Và quan trọng hơn thế nữa là quân của Hồng quân của Liên Xô đã ký hiệp ước Bất Tương Xâm, đã ký với người Nhật từ khi đầu Thế chiến thứ hai mở đầu. Cho nên bây giờ nhân cơ hội bị hai trái bom Liên Xô xé cái hiệp ước Bất Tương Xâm đó và tấn công cái đảo quân Quang Đông của Nhật ở vùng Đông Bắc của châu Á. Cho nên với hai cái lực lượng như vậy thì nước Nhật không có thể nào mà có thể gánh chịu chiến tranh được, mặc dù sức chiến đấu của họ rất là kiên cường, chắc là chứng tỏ ở cái trận chiến ở đảo Iwo Jima. Cho nên ngày 15 tháng 8, vâng, tôi xin nhấn mạnh lại, ngày 15 tháng 8, Nhật Hoàng mới ra một cái thông cáo là chấp nhận đầu hàng và chấp nhận những điều khoản mà đồng minh đã quyết định từ hội nghị Potsdam. Đồng minh lúc ấy là gồm có ngũ cường, gồm có Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô và Trung Hoa Dân Quốc. Trung Hoa Dân Quốc của thống tướng, thống chế Nguyễn Tượng Giới Thạch, chứ không phải là của Mao Trạch Đông. Và sau đó đã có một cái lễ ký là Nhật đầu hàng đồng minh đúng ngày 2 tháng 9 năm 1945 trên chiến hạm Missouri dưới quyền chủ tọa của Đại tướng MacArthur. Vâng, thưa quý vị, thì như vậy thì chúng ta đã thấy hai điều, có hai cái thời điểm 15 tháng 8 và 2 tháng 9. Là 15 tháng 8 là ngày tuyên cáo của Nhật Hoàng và ngày 2 tháng 9 là tuyên cáo là lễ ký kết chính thức Nhật đầu hàng đồng minh trên chiến hạm Missouri. Và cũng là ngày tháng 8 trở lại lịch sử Việt Nam là cái ngày gọi là cướp chính quyền tại Hà Nội, và ngày 2 tháng 9 là ngày tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đọc tại Ba Đình, Hà Nội. Hai cái thời điểm này không phải là ngẫu nhiên mà nó đã trùng hợp với nhau cách chính xác ngày giờ tháng năm như vậy. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta sẽ trình bày ở trong cái phần kế tiếp.
Dạ thưa anh Phan Nhật Nam, vì đâu mà có một cái sự mà trùng hợp và chính xác như vậy? Ngày 2 tháng 9 thì Nhật ký hiệp ước đồng minh do Mỹ lãnh đạo. Rồi ngày 2 tháng 9 của năm 1945 thì ông Hồ Chí Minh lại đọc cái tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình tại Hà Nội. Thì mời anh nói rõ về việc này hơn ạ. Vâng, để nói rõ về cái vấn đề trùng lập mà không phải ngẫu nhiên chút nào hết, thì tại vì sao là có hai cái ngày cướp chính quyền và ngày 2 tháng 9 đọc tuyên ngôn độc lập của ở tại Ba Đình của Hà Nội thì lại rất chính xác những cái ngày tháng giờ thời điểm đó ở tại nước Nhật với là đồng minh Mỹ và đồng minh. Thế xưa chúng ta phải lại trở lại một chuyện nữa, đó là ngày 9 tháng 3 năm 1945, cũng năm 45 này, năm 1945 thôi, là có cái việc Nhật đảo chính. Và khi Nhật đảo chính của Pháp thì tất cả cái hệ thống tình báo của vùng Hoa Nam là nằm ở trong vùng Đông Dương là bị gián đoạn hết. Cho nên từ đầu chiến tranh, từ 1941, Mặt trận Việt Minh qua Hồ Chí Minh liên lạc Mỹ, nhưng mà vì người Mỹ hiểu hơn ai hết, Hồ Chí Minh chỉ là một đảng viên cộng sản. Và đồng thời có một cái bức thơ của Hồ Chí Minh gửi cho Tổng thống Truman, mà sau này Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đem qua Mỹ để xác chứng rằng, đây này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã một lần rất cầu viện, rất cầu mong người Mỹ được chứng nhận, đó là 1945. Thành thử bây giờ trở lại cái việc năm 1945, thì sau khi Nhật đảo chánh Pháp là ngày 9 tháng 3 năm 1945, thì toàn bộ cái hệ thống mà tình báo mà người Pháp được thiết lập ở Đông Dương và ở vùng Hoa Nam đã bị mất đi. Cho nên người đồng minh, chủ yếu là Mỹ, phải cần đến cái sự liên lạc của... Đã có một cái nối kết với là lực lượng Việt Minh của Hồ Chí Minh, như chúng tôi đã trình bày trong những kỳ trước, để đứng về mặt tình báo, để cho những tin tức tình báo ở vùng Đông Dương và để cứu viện những phi công của Mỹ bị rơi ở trên cái chiến trường Đông Dương, nhất là ở vùng Tây Bắc, ở vùng phía Bắc nước Việt. Thưa, cho nên nước Mỹ đã dùng một cái tổ chức của một cái toán gọi là toán AGAS, tức là cái toán mà liên lạc ở dưới đất. Cái toán này là nằm ở trong cái tổ chức OSS, tức là tiền thân của CIA của Mỹ. Thì cái người mà được chỉ huy cái nhóm OSS đó là một ông thiếu tá tên là Archimedes Patti. Và ông này đã có những liên lạc trực tiếp với Hồ Chí Minh. Và ông này đã cung cấp những cái tin rất cần thiết về hoạt động của đồng minh và của Mỹ ở trên cái diễn trường châu Á. Cho nên chính ông này, tôi nhắc lại, ông Archimedes Patti, ông này cho Hồ Chí Minh biết tất cả những chi tiết về hoạt động của cái diễn tiến của những ngày tháng 8 và tháng 9 năm 1945. Cho nên Hồ Chí Minh mà qua cái bản mà hay là mạo nhận là Nhật Pháp đánh nhau và hành động của chúng ta mà Trường Chinh đã soạn thảo, Trường Chinh lúc đó là của Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản ẩn danh sau cái mặt trận Việt Minh. Thành thứ qua thiếu tá Archimedes Patti, người Việt Minh, Hồ Chí Minh đã biết được những tin tức rất chính xác là ngày 15 tháng 8, Nhật Hoàng tuyên bố là đầu hàng đồng minh theo các điều khoản của Hiệp ước Potsdam, và ngày 2 tháng 9 là lễ ký kết ở trên chiến hạm Missouri dưới quyền chủ tọa của Đại tướng MacArthur. Trở lại chuyện Việt Nam, tại vì sao mà lại tổng khởi nghĩa 15 tháng 8? À, vì biết ngày hôm đó là Nhật đầu hàng rồi, thì tổng khởi nghĩa là có ai mà quân Nhật đã nói với Hoàng đế Bảo Đại và chính phủ Trần Trọng Kim: chúng tôi vẫn còn trách nhiệm ở vùng Đông Dương và chúng tôi còn đủ hết cả nguyên lực lượng. Nếu quý ngài mà cần dẹp Việt Minh thì chúng tôi chỉ dẹp trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tất cả cái tài liệu này có thật ở trong cuốn Một cơn gió bụi của cụ Trần Trọng Kim, nhưng mà Hoàng đế Bảo Đại cũng như cụ Thủ tướng Trần Trọng Kim đã bảo rằng mình giành độc lập từ Pháp, từ Nhật, mà bây giờ lại dùng người mình mà giết người mình đâu. Các ngài không chịu, đó là Hoàng đế Bảo Đại và
Thủ tướng Trần Trọng Kim của quốc gia Việt Nam đã không thụ để cho người Nhật trấn áp Việt Minh, gọi là cướp chính quyền, tức là lấy chính quyền, không có cướp của ai hết mà đã cướp của từ một cái chính thể, của một cái hệ thống cầm quyền chính thống, hợp lý, hợp hiến, hợp pháp, đó là chính phủ Trần Trọng Kim. Rồi đến cái ngày mà đọc tuyên ngôn quốc tế, tuyên ngôn độc lập ở Ba Đình, thì đúng cái ngày mà Nhật đăng ký kết ở trên Hiệp ước Missouri, thì là ngày hôm nay thì ai mà là vừa cướp chính quyền, tuyên ngôn độc lập, ai ra đứng đó mà để mà ngăn cản cái sự kiện này. Cho nên đây là một món quà mà chính người Mỹ đã cho cá nhân ông thiếu tá Archimedes Patty, đã cho Hồ Chí Minh. Và để kết luận, Archimedes Patty cũng chính là người đã mở lời cho Hồ Chí Minh viết cái bản tuyên ngôn độc lập, mà với những cái câu mở đầu là cái tuyên ngôn mở đầu của độc lập 1776 của Hoa Kỳ. Cho nên tất cả những cái sự kiện tôi vừa kể ra đã xác chứng một điều: ai là người đã rước Mỹ, ai là người đã quy phục Mỹ, ai là người đã mời gọi Mỹ, và ai là người mà đã viết một cái bản tuyên ngôn độc lập theo cái tinh thần của bản tuyên ngôn độc lập của ý và lời một cách chính xác từ tuyên ngôn độc lập 1776 của Hoa Kỳ, nếu không phải là Cộng sản của Hồ Chí Minh. Dạ, thưa anh, như thế là trong cái lịch sử mà tranh đấu giành độc lập của đất nước Việt Nam kéo dài cho đến thế kỷ thứ 20, thì hai lần nước ta đã hai lần tuyên bố độc lập. Lần thứ nhất là vào ngày 11 tháng 3 của năm 1945 bởi Hoàng đế Bảo Đại, và lần thứ hai vào ngày 2 tháng 9 1945 bởi người gọi là Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh. Hai lần cả thảy, nhưng mà đa số người Việt Nam của chúng ta chỉ biết có một lần, đó là bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đọc vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Ba Đình, Hà Nội. Và như vậy thì chúng ta có thể cái điều chỉnh cái sự thiếu sót này được hay không, và như thế nào? Mời anh. Dạ, thưa ông Thu Nga, cô vừa dùng cái chữ điều chỉnh. Thì thật ra cái việc này, lịch sử Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua cần phải viết lại một cách chính xác, đúng sự thật, sát các cái thời điểm và các biến cố lịch sử. Nhưng khổ thay, bây giờ đã có cái ngày 20 tháng 7 chia đôi đất nước, rồi tiếp theo cái ngày 30 tháng 4 75 cả một đất nước sụp đổ vào ở trong dưới tay của cái sự xâm lăng của 16 sư đoàn bộ binh Cộng sản Bắc Việt. Thành thử bây giờ cá nhân chúng ta mà viết lại, nói lại thì chúng ta phải có bộ phận nói lại, cho dù đây là những tiếng nói cuối cùng của một đời người, của một thế hệ. Thành thử thưa cô, nữa bây giờ mua cô vừa đặt ra vấn đề thì tôi phải nhắc lại vấn đề là sau ngày 9 tháng 3 năm 45 sau khi Nhật đọc hiến pháp, thì ông toàn quyền Nhật là ông Yokoyama đã vào đến Điện Kiến Trung, đã gặp Hoàng đế Bảo Đại và có một cái tuyên bố là Nhật trao trả độc lập lại cho nước Việt Nam. Và cho nên đảo chính là 9 tháng 3, thì 11 tháng 3 Hoàng đế Bảo Đại đã ra một cái tuyên cáo, và sau này trong hồi ký con dòng Việt Nam thì Hoàng đế Bảo Đại vẫn dùng chữ độc lập, và có những nội dung như thế này. Cái bản tuyên ngôn này nó rất ngắn và nó có những cái điều khoản mà chúng tôi xin đọc ra một cách nguyên văn, là hủy bỏ hòa ước triều đình Huế đã ký với nước Pháp và tuyên bố Việt Nam độc lập đứng vào khối Đại Đông Á trong chương trình phát triển chung. Nguyên văn là như thế này: cứ tình hình chung trong thiên hạ thì tình thế riêng của Đông Á, chính phủ Việt Nam tuyên bố từ ngày này tức là ngày 11 tháng 3 45 điều ước bảo hộ nước Pháp bãi bỏ và nước Nam khôi phục toàn quyền độc lập, tức là bỏ cái hòa ước 1884 sau khi mà ký giữa Patanos và triều đình Huế, là nước Việt Nam nằm ở trong cái bảo hộ của người Pháp. Thì bây giờ cái tuyên ngôn ngày 11 tháng 3 năm 1945 hủy bỏ cái hòa ước 1884 giữa triều đình Huế và là toàn quyền Patanos. Thưa như thế, đó là bản tuyên ngôn độc lập thứ nhất. Và sau đó Hoàng đế Bảo Đại còn có một cái vụ nữa,
là dù tức là cái chỉ thị cái tuyên bố từ triều đình là của ngày 17 tháng 3, tất cả các bản tuyên ngôn của ngày 11 tháng 3 cộng ví dụ số 1 ngày 17 tháng 3 tất cả đều khẳng định một điều, nước Việt Nam là một nước độc lập. Vâng, thành thử như thế thì bây giờ lại đó là về phần của quốc gia Việt Nam Hoàng đế Bảo Đại, bây giờ trở qua lại cái tuyên ngôn độc lập. Tuyên ngôn gọi là tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đọc ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Ba Đình thì có nội dung như sau. Là câu mở đầu, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ, suy rộng ra câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống sung sướng và quyền tự do. Ngoài ra, bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói người ta sinh ra tự do bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn tự do bình đẳng về quyền lợi, đó là lẽ phải không ai chối cãi được. Vâng, thưa về cô Thuyền Nga và thưa quý khán giả, đây là những sự kiện tôi đọc từng chữ đúng ở trong lịch sử, chứ không thể nào như cái đài này và chúng tôi đang ở trên cái buổi này đó thì chúng ta thấy gì? Đó là chúng ta đã thấy rằng một bên là tuyên ngôn độc lập của một quốc gia, của một nước Việt Nam, bên là tuyên ngôn độc lập lấy từ Ý của một cái cuộc vận động dân quyền và nhân quyền của tuyên ngôn độc lập 1776 của Mỹ và 1791 của Pháp. Cái hai tuyên ngôn đó, thứ nhất, cách biệt nhau, một bên là tháng 3, một bên tháng 9, cách biệt nhau bởi hai tính chất, một bên là nhấn mạnh về cái tính chất của sự độc lập của nước Việt Nam, một bên là một lời kêu gọi của một cái người ở trong rừng rậm mới bước ra Hà Nội và nâng cao cái ý nhân quyền và dân quyền theo tính chất của tuyên ngôn 1776 của Mỹ và 1791 của Pháp. Thành thử hai cái tuyên ngôn độc lập khác, hai cái tuyên ngôn khác nhau về thời điểm, một cái trước, một cái sau, một cái tháng 3, một cái tháng 9, khác nhau về nội dung. Đó, một bên là nhấn mạnh cái chủ quyền độc lập của nước Việt Nam, một bên là lấy từ Ý vận động dân quyền và nhân quyền từ tuyên ngôn 1776 của Mỹ và 1791 của Pháp. Đó là hai cái sự khác nhau. Lịch sử sẽ phê phán, lịch sử sẽ viết lại, lịch sử sẽ xác định lại cái nào là cái chính thống, cái nào là đúng cái yêu cầu và mục đích của một cuộc vận động quốc gia độc lập trong một nước Việt Nam, và cái nào là một chỉ là một lời tuyên ngôn hoa mỹ để mà quyến rũ quần chúng, mà thật ra cũng không phải quyến rũ quần chúng, là muốn lấy lòng Mỹ và Pháp mà thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh Phan Nhật Nam đã phân tích về hai cái bản tuyên ngôn độc lập. Và như vậy thì để kết thúc cho cái câu chuyện mà cái bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 được đọc bởi Hồ Chí Minh tại Ba Đình thì lịch sử dĩ nhiên là phải được viết lại. Thế nhưng mà theo cái khách quan của anh Phan Nhật Nam thì anh kết luận về cái điều này nó như thế nào? Dạ vâng, qua như tôi đã trình bày về nội dung và hình thức của hai bản tuyên ngôn và cái thời điểm của hai bản tuyên ngôn thì bây giờ tôi xin nói rõ để trả lời câu của cô. Thứ nhất, bây giờ tôi nói cái bản tuyên ngôn của Hoàng đế Bảo Đại trước. Thứ nhất là trong cái tuyên cáo ngày 11 tháng 3, Hoàng đế Bảo Đại nhấn mạnh lại sự độc lập của đất nước bằng cách qua sự bỏ đi cái hòa ước, hủy bỏ cái hòa ước Giáp Thân 1884. Ở trong đó còn có bao gồm thêm một điều nữa, đó là tập trung lại, hợp nhất hóa lại ba miền Bắc Trung Nam mà ngày trước ta là qua hiệp định sơ bộ, cũng giống như là trong 1884 cái Nam Kỳ còn được thuộc Pháp. Cho nên Hoàng đế Bảo Đại nhấn mạnh, tôi xin nhấn nói lại một lần nữa, là Hoàng đế Bảo Đại qua tuyên ngôn 11 tháng 3 là nhấn mạnh tính độc lập và thống nhất đất nước bao gồm ba miền Bắc Trung Nam. Và cái điều này sau này có thể đi xa hơn tí nữa,
Đã qua đến tháng 6 năm 1949, sau khi Hoàng đế Bảo Đại trở thành ra vị quốc trưởng của quốc gia Việt Nam đã ký với là Thủ tướng Pháp, Tổng thống Pháp Vincent Auriol trong ngày tháng 6 năm 1949, là nước Việt Nam là một nước độc lập với ba vùng thống nhất với nhau, Nam Trung Bắc. Một lần nữa, đến tháng 6 năm 54 là Thủ tướng Bửu Lộc của quốc gia Việt Nam lại ký thêm một lần nữa với lại Thủ tướng Mandel Frank trước khi mà ký Hiệp định Geneva vào ngày 20 tháng 7 là tháng 6 năm 54 đã ký thêm một lần nữa, xác định thêm một lần nữa nước Việt Nam là một nước độc lập và thống nhất cả ba miền Bắc Trung Nam. Thì bây giờ qua hai cái tính chất, các cái thời điểm 11 tháng 3, tháng 6 49 và tháng 6 1954, toàn bộ các văn kiện ký ở giữa triều đình Việt Nam của Hoàng đế Bảo Đại, của quốc gia Việt Nam của quốc tướng Bảo Đại, quốc gia Việt Nam của Thủ tướng Bảo Lộc, thì tất cả đều nhấn mạnh sự độc lập của nước Việt Nam và thống nhất Ba Kỳ. Trái lại cái tuyên ngôn của Hồ Chí Minh mà như tôi đã vừa trình bày ở trong cái câu hỏi trước, là chỉ là một cái gợi hứng về nhân quyền và dân quyền theo tinh thần và lời văn của hiệp của tuyên cáo 1776 của Mỹ và 1791 của Pháp. Mà tại vì sao lại y văn như vậy, là một sự sao chép đúng lời văn và tiếng nói như vậy, là tại vì thiếu tá Patti đã chính là người đã tháp bút, đã viết nên cho Hồ Chí Minh cái đêm trước ngày 2 tháng 9 tuyên cáo 1776 của Mỹ và 1791 của Pháp. Mà tại vì sao lại y văn như vậy, là một sự sao chép đúng lời văn và tiếng nói như vậy, là tại vì thiếu tá Patti đã chính là người đã tháp bút, đã viết nên cho Hồ Chí Minh cái đêm trước ngày 2 tháng 9. Cảm ơn anh Phan Nhật Nam, nhưng mà những cái câu chuyện mà lịch sử cũng như là thời sự trong tháng 9 còn rất là nhiều, và hẹn với anh trong chương trình kỳ tới. Và xin quý vị nhớ là đón xem cái phần mà nói chuyện kỳ tới, và cũng trong tháng 9, để mà chúng ta so sánh của tháng 9 của trong quá khứ và tháng 9 của năm 2017. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn với anh Phan Nhật Nam trong chương trình lần tới. Vâng, kính chào cô Tiên Thu Nga, kính chào quý khán giả đài SPTN. Thì Nhi xin kính chào quý khán giả. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu, rất tiện lợi và dễ dàng, bằng cách quý vị có thể download một cái application trong cell phone của quý vị, click vào App Store và click on Search, và quý vị có thể đánh vào Audio Now, và quý vị lấy tay đẩy xuống hoặc kéo ngang qua lại, quý vị sẽ thấy logo của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, và quý vị click on logo, click Get và Install. Với app logo này có hai option để quý vị có thể nghe đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM, đó là nghe live hoặc nghe qua phone, rất dễ dàng, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bằng application trên chính những chiếc phone của quý vị. 425-585-1563 425-585-1563